Theo thông tin mới nhất từ nhà báo uy tín Nicolò Chira, Hussein Awa vẫn là một mục tiêu Arsenal theo đuổi trong mùa hè năm nay. Hiện pháo thủ đã gửi tới nữ cầu thủ của Lyon một bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2026, kèm theo mức đãi ngộ là 6 triệu euro một năm. Arsenal vẫn đang làm việc với đội bóng chủ quản của Awa để thống nhất các thỏa thuận cuối cùng về giá trị chuyển nhượng của tiền vệ người Pháp. Mức giá của Hussein Awa được cho là sẽ rơi vào khoảng 25 đến 30 triệu euro, rẻ hơn rất nhiều so với lần gần nhất Arsenal theo đuổi cầu thủ 22 tuổi, đó là 60 triệu euro. Theo God Offside, Arsenal được cho là sẽ sẵn sàng giúp đỡ về mặt tài chính cho Barcelona bằng việc mua lại tiền vệ Philippe Coutinho. Theo chuyên trang Transfermarkt, cựu sao Liverpool được định giá 30 triệu euro, nhưng theo phía Barca, họ muốn để anh ra đi với mức giá 47 triệu. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng Barca đang rất khao khát tìm được một cái tên có thể gật đầu mang Coutinho rời khỏi Camp Nou sau chuỗi phong độ tệ hại của anh kể từ khi gia nhập Blaugrana từ Liverpool vào tháng 1 năm 2018. Theo Don Balón, tuyển thủ Brazil sẵn sàng hưởng mức lương chỉ bằng một phần nhỏ anh nhận ở Barca để được ra đi, và Arsenal là một trong những cái tên đứng ra sẵn sàng giải cứu anh. Ngoài ra còn có cả Manchester United. Arsenal đang cực kỳ thiếu sự sáng tạo nơi hàng tiền vệ, và dù có đang không có được phong độ tốt, nhưng Coutinho vẫn là một chữ ký chất lượng cho pháo thủ vào hè này. Tiền vệ 29 tuổi đã từng rất thành công ở Premier League trước khi chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu. Vậy nên chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về chuyện thay đổi môi trường thi đấu của anh. Chính vì lẽ đó, 47 triệu sẽ không phải một mức giá quá đắt với một ngôi sao mì ăn liền và đã từng chinh chiến tại Hoàng Anh như vậy. Theo nguồn tin từ Sky Sports, Lazio dưới sân sách của Mauricio Sarri đang muốn mang về Lucas Torreira. Và trong trường hợp đó, ban lãnh đạo Arsenal mong muốn thực hiện một cuộc trao đổi với đội bóng thủ đô nước Ý, trong đó sẽ bao gồm việc Joaquin Correa sẽ di chuyển theo chiều ngược lại đến Emirates. Việc Lazio mong muốn nhận được ít nhất 35 triệu euro cho Correa, còn Arsenal đưa ra con số 20 triệu euro cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Lucas Torreira. Nhưng theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano, ông đã bác bỏ hoàn toàn những tin đồn Arsenal quan tâm đến tiền vệ đang thuộc biên chế Lazio. Trên mạng xã hội cá nhân, Romano khẳng định hiện pháo thủ vẫn chưa có một cuộc đàm phán nào với đội bóng nước Ý về thương vụ này. Thậm chí Correa còn không nằm trong danh sách mà Arsenal quan tâm vào mùa hè, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Hiện chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm để mọi thứ có thể trở nên rõ ràng hơn. Theo nguồn tin từ City Sports, nhiều khả năng ở mùa giải tới Arsenal sẽ trao cho Thomas Partey chiếc áo số 5. Cầu thủ người Ghana được cho là từng muốn sở hữu số áo này từ hồi anh mới chuyển đến London. Nhưng thời điểm đó, chiếc áo số 5 đang được sở hữu bởi Socrates. Hiện tại, cầu thủ người Hy Lạp đã chuyển tới Olympiacos thi đấu, vậy nên Partey có quyền lựa chọn số 5 làm số áo trên lưng của mình. Đây cũng là số áo mà anh mặc trong máu của Atletico Madrid và đội tuyển Ghana. Tiền vệ 28 tuổi chia sẻ, "Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tốt và tồi tệ, nhưng đây là mùa giải đầu tiên của tôi và tôi nghĩ rằng tôi phải thích nghi với các đội bóng thi đấu, làm quen với các đồng đội của mình. Hy vọng rằng sau khi trở lại với số áo quen thuộc, Thomas Partey sẽ thi đấu bùng nổ hơn trong mùa giải tới." Đội tuyển Anh đã có một trận đấu bế tắc trước Scotland của Kieran Tierney tại lượt trận thứ 2 bảng D Euro 2020. Điều đáng nói ở đây là dù sở hữu một đội hình có chiều sâu với toàn những hào thủ trên hàng tấn công, tuy nhiên cách huấn luyện viên Southgate sử dụng nhân sự đã gây ra rất nhiều tranh cãi sau trận đấu. Cựu danh thủ Martin Keown chia sẻ, "Tôi hơi ngạc nhiên khi không được chứng kiến Saka thi đấu nhiều hơn. Kể từ màn trình diễn của cậu ấy trước áo, Saka đã cho thấy cậu ấy tài năng như thế nào trong trận đấu đó. Chúng ta không hề biết Southgate đã nghĩ gì, nhưng có rất nhiều sự cạnh tranh cho các vị trí. Tôi nghĩ rằng Saka có thể làm nên chuyện nếu được tin tưởng." Nguồn tin từ báo chí Anh Quốc cho hay, Arsenal đã gửi lời đề nghị đến cầu thủ trẻ của Peru là Aaron Sanchez về một vị trí thử việc. Tuyển thủ U20 Peru này chơi cho ID Cantolao và được cho là một viên gọc thô của đội bóng U23 quốc gia. Thậm chí Sanchez cũng được có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Peru tại Copa America năm nay. Theo tờ Daily Mail, Jacky Celik và John O'Kenny là hai cái tên mà Arsenal sẽ nhắm đến để bổ sung vị trí cho hậu vệ phải nếu như chúng ta chia tay Hector Bellerin vào mùa hè này. Bộ đôi Celik và Callum Chambers cũng đang được xem xét cho vị trí hậu vệ phải ở mùa giải tới. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin thay mặt ekip sản xuất cảm ơn các bạn vẫn luôn ở đây để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Nút like và biểu tượng đăng ký kênh luôn hiển thị bên dưới. Một cú chạm nhẹ sẽ giúp video được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube The Gunners. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.